yêu cầu kỷ luật người đứng đầu sau vụ tiếp viên hàng không xách ma túy. Cục Hàng không đánh giá vụ tiếp viên Việt Nam Airlines xách ma túy về nước làm ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu quốc gia và cho thấy nguy cơ uy hiếp, an ninh, an toàn hàng không. Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị 1480 về việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với nhân viên hàng không. Trong chỉ thị, Cục Hàng không nhắc lại vụ việc 4 tiếp viên của Việt Nam Airlines tham gia việc vận chuyển hàng hóa có chứa 11,2 kg ma túy tổng hợp vào ngày 16 tháng 3. Vụ việc đã gây sự chú ý rất lớn của công luận, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của thương hiệu quốc gia và cho thấy tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn an ninh hàng không nếu không được chấn chỉnh kịp thời, chỉ thị của Cục nêu rõ. Đồng thời khẳng định vụ việc cũng cho thấy chỉ thị 2677 ngày 20 tháng 6 năm 2022 về phòng chống buôn lậu của các thành viên tổ bay đã chưa được các hãng hàng không Việt Nam triển khai, thực hiện có hiệu quả. Nhằm tăng cường phòng chống buôn lậu qua đường hàng không, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp hàng không quy định trách nhiệm và xử lý kỷ luật người đứng đầu đơn vị và người phụ trách triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khi để xảy ra vụ việc. Các doanh nghiệp này phải quán triệt sâu sắc đến nhân viên về tác hại đối với hình ảnh của đất nước và doanh nghiệp từ hành vi tiếp tay hoặc tham gia vi phạm pháp luật. Chủ động tăng cường kiểm soát an ninh nội bộ đối với nhân viên hàng không, yêu cầu toàn bộ nhân sự tham gia dây chuyền vận chuyển hàng không phải làm đúng quy trình. Riêng với các hãng bay, Cục Hàng không yêu cầu tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất hành lý của tổ bay trước và sau khi kết thúc chuyến bay, xử lý nghiêm khi phát hiện vi phạm. Khi có vụ việc xảy ra, hãng hàng không phải chủ động bình giảng vụ việc, rút kinh nghiệm và phổ biến rộng rãi tới tất cả nhân viên trong toàn hệ thống để làm bài học cảnh tỉnh, đồng thời qua đó rà soát, bổ sung quy định để bịt kín lỗ hổng nếu có. Cục Hàng không giao nhiệm vụ cho các sân bay chỉ đạo lực lượng an ninh hàng không tăng cường kiểm soát người và đồ vật mang vào khu vực hạn chế, kiên quyết xử lý trường hợp vào khu vực hạn chế không đúng mục đích, vận chuyển các đồ vật không nằm trong danh sách đăng ký. Trước đó, ngày 20 tháng 6 năm 2022, ngày sau vụ 9 tiếp viên Việt Nam Airlines bị nhà chức trách sân bay Melbourne, Australia giữ lại vì mang theo lượng ngoại tệ lớn, Cục Hàng không đã ban hành chỉ thị 2677 về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại của các thành viên tổ bay của hãng hàng không. Đến ngày 16 tháng 3, 4 tiếp viên Việt Nam Airlines bị phát hiện mang theo hành lý chứa 11,2 kg ma túy tổng hợp từ Pháp về thành phố Hồ Chí Minh sau một thời gian tạm giữ. Cơ quan điều tra tạm thời xác định chưa có căn cứ để khởi tố bị can nên tạm thời thả các tiếp viên này. Tuy nhiên, Cục Hàng không khẳng định các tiếp viên vẫn phải chịu hình thức kỷ luật của ngành.